Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Hiện tại em Hậu đang có mặt ở đây là con đường này, con đường Ninh Phú nha quý cô chú anh chị. Và ngày hôm nay một bất động sản hai mặt tiền và sau lưng em Hậu đây thì sẽ được gửi đến quý cô chú anh chị mình. Thì theo hướng này nè, chúng ta sẽ đi ra cái đường DT781 để giúp cho quý cô chú anh chị mình đi ra chợ Bầu Năng, chợ Đầu Mối nè, về chùa Tòa Thánh nè, trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó. Đất dài dài qua tới cái ranh bên đây luôn nè bà con, quý cô chú anh chị. Đó là cái nguyên cái phần đất mà từ cái miếng nhà của chúng ta sẽ được đổ dài qua bên đây. Và cái bất động sản này hiện tại thì đã được chia làm 3 sổ và có sổ sẵn luôn. Đó, dân cư khu này quá chừng luôn, nhà cửa là san sát nhau. Hướng này á, là mình sẽ đi về á, là trường tiểu học Ninh Phú nha. Đó, hướng này nha bà con. Đây, một cái khu mà hai mặt tiền, dân cư đông, đất là cao ráo nè. Ở đây á, rất là thích hợp cho mình có thể là xây những cái nhà. Đó, những cô chú anh chị nào mà đầu tư á, thì đây sẽ là một cái sản phẩm đáng quan tâm cho quý cô chú anh chị mình. Mình thấy nè, cái đất của chúng ta rất là cao ráo ha. Đó, đây là hiện tại là chị chủ đất á, là đang cho bà con ở đây là trồng cỏ ké thôi. Đó, đây mình có tặng cây dừa nữa. Thì quý cô chú anh chị nào mà đang tìm một cái bất động sản ở cái khu vực Bầu Năng để mà mình có thể đầu tư xây nhà, đó, thì đây có thể xây nhà ở được, xây kinh doanh được luôn. Đó, khu vực dân cư đông nè, cái hướng này nè là mình đi ra ngoài đường DT781 là sát bên luôn ha, đường rộng thông thoáng. Đó, ngay giữa cái ranh móc ngay này, đó là ranh của chúng ta nha bà con. Đó, hướng qua bên đây, mình đi thẳng thẳng đường này là mình sẽ đi về trường tiểu học Ninh Phú nè. Và cái con đường Ninh Phú này á, là một cái con đường mà nó song song với cái đường Trường Chinh á. Đó, ngay cho cái đường này, cái mặt tiền bên đây thì chúng ta sẽ đi thẳng á, là đi qua cái đường Trường Chinh luôn. Bà con mình có thể đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, thông qua cái con đường Trường Chinh này ha. Từ đây mình đi thẳng cái đường này qua đường Trường Chinh á, là mắt của quý cô chú anh chị mình á, chỉ có 150 mét à. Bên kia cũng là đường nhựa, bên đây đường nhựa luôn. Đó, nguyên cái đám chuối luôn, tặng quý cô chú anh chị mình luôn. Ở đây có 3 thửa nha. Đó, 3 thửa. Diện tích của 3 thửa thì tương ứng là ngang 8, dài 24 mét, và đều có thổ cư hết luôn. Đó, ranh móc của chúng ta là tới cái rào phía sau này nè. Đó, tới cái ranh này nha bà con. Đây, đất cao ráo hết. Thì bây giờ á, em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này, cũng như là cái quy hoạch để cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung hơn về cái cuốn sổ đất cũng như là cái bất động sản của chúng ta. Giờ quý cô chú anh chị mình đã xem qua toàn bộ hết cái đất này rồi, thì bây giờ á, em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này để quý anh chị mình dễ tham khảo hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 cuốn sổ nha. Thì em Hậu xin gửi lần lượt từng cuốn để cho quý cô chú anh chị mình dễ hình dung hơn. Ở đây đầu tiên là cái cuốn hai mặt tiền nè. Đó, ở đằng trước á, chúng ta là 9,6 ha, ở sau 8 mét. Sổ này nó hơi tớp một tí. Chiều dài là 24 mét nè. Đường trước là đường 19-19 là đường Ninh Phú á. Một hướng là bà con mình về trường trung học cơ sở Bầu Năng. Còn đường đây là ra DT781 nè. Đường ngang là 8 mét nè bà con. Đó, đất này là quay về cái hướng á, là hướng nam nha. Kế bên đây á, chúng ta sẽ có một cái thửa đất á. Bà con mình thấy á, là thửa 602 tờ bản đồ số 35, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh luôn. Tổng diện tích thửa này là 204 m² nha bà con. Ngang 8 nè, ở đằng sau cũng 8. Cái chiều dài của nó là 25,63 m. Đó, là từ từ bắt đầu bên đây là nó dài hơn tí. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái thửa là 601, chiều dài tổng diện tích là 209 m, 200,9 nha bà con. Thổ cư là được 110. Và ở đây á, là thửa là 601, ngang 8, ở sau 8 luôn nè. Đường 19-19 nè. Đó, tổng cộng chúng ta là có, nếu mà mặt hậu á, là sẽ là 24, còn mặt trước á, là hơn 25 nha bà con. Thì nãy giờ bà con mình đã xem hết toàn bộ cái cũng như là đất, đường xá rồi. Sổ mình xem rồi. Quan trọng là giá nè. Hai mặt tiền đường Ninh Phú,
Cái đường bên đây đường 8m thông ra đường Trường Chinh, gần DT781, gần chùa Tòa Thánh, gần trung tâm thành phố Tây Ninh. Và cái hướng DT781 này mình đi ra đây là sẽ là cái khu là quy hoạch rất rất là nhiều. Chúng ta sẽ có nào là trường học nè, chợ đầu mối nè, trung tâm thương mại nè, rất 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 là nhiều ở đây nha. Đó. Thì tí xíu nữa mình sẽ coi quy hoạch cái là mình thành nắm liền. 185 triệu cho 1 mét ngang này. Nha bà con. 185 triệu. Thì bà con mình sẽ sở hữu được 1 mét ngang, 185 triệu 1 mét ngang. Tổng chúng ta có 24 mét nha quý anh chị. Ở đằng sau đằng trước là 25 mét rưỡi. Chú anh chị nào quan tâm đến bất động sản này thì có thể liên hệ với em số điện thoại là 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình nha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm bất động sản ở tại khu vực này thì có thể liên hệ với em để em có thể hỗ trợ quý anh chị. Và ai mà cần mà ký gửi đất nè, muốn quay đất thì liên hệ em luôn nha. 0839 666 736. Và bây giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn mình xem tổng quan cái khu vực này để mình coi coi đường xá đây như thế nào nha. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của huyện Dương Minh Châu đến năm 2030, và cái đây là cái bất động sản của chúng ta nằm ngay cái tọa độ này nè bà con. Đây là đã được phủ hồng rồi ha. Và cái đường này là cái con đường Ninh Phú nè, song song với cái đường Trường Chinh. Và nếu mà bà con mình đi cái đường hẻm này nè là mình sẽ ra cái đường DT781. Đó, bà con mình thấy không? Cái đường lớn luôn nè bà con. Còn cái này là điểm xuống của đầu nối cao tốc của cầu Sa Mát nha bà con. Đó, khu vực cầu K13 là nó nằm xung quanh đây rồi. Còn cái hướng còn lại này thì mình về trung tâm thành phố Tây Ninh nha bà con. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về bất động sản này thì bà con mình có thể liên hệ số điện thoại là 0839 666 736 nha. Đó, để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình. Trường học thì nó nằm sát bên đây luôn nè bà con. Đó, trường mẫu giáo rồi là có đây hết luôn nha. Và bây giờ từ cái vị trí cái bất động sản nè, em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân em. Chúng ta sẽ đi ra cái đường DT781 để cho bà con mình dễ hình dung hơn và coi coi cái khoảng cách cái đường xá đây nó như thế nào nha. Đó, ngay chỗ này chúng ta thấy nè, nhà cửa dân cư sát sát rồi. Nói là huyện Dương Minh Châu thôi chứ thực chất ra thì nó cách chùa Tòa Thánh á, là sát bên chỉ có 2-3 cây số thôi. Và bà con mình đi về trung tâm thành phố Tây Ninh á, nó cũng rất là gần, nó chỉ cách ở ngay chỗ Vincom á là nó khoảng 7-8 cây số thôi bà con. Đó. Ở đây nè bà con mình thấy nè, quán cà phê nè, đường xá rộng nè. Ở đây thì vừa rồi em Hậu cũng có quay rất là nhiều cái căn nhà để gửi đến quý cô chú anh chị gần xa. Đó. Thì quý cô chú anh chị nào mà mình đang tìm những cái bất động sản, những cái căn nhà ở các khu vực này, đó, thì có thể liên hệ với em ha. Thì bên em cũng có hỗ trợ xây nhà chìa khóa trao tay cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, ở đây chúng ta sẽ cái hướng này nè là mình sẽ đi ra chợ đầu mối nè, ngay chỗ vòng xoay cầu K13 nè quý anh chị. Đó, mình để mình đi về thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, khu du lịch Núi Bà này mình đi cũng đi hướng đó luôn. Còn theo hướng này nè bà con mình sẽ đi về chùa Tòa Thánh nè, Núi Bà cũng đi hướng này cũng được, về trung tâm thành phố Tây Ninh mình đi hướng này cũng được luôn nha. Đó, đường xá rộng. Những cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi lên đây là mình sẽ đi cái hướng này nè cho mình dễ đi. Đó, đi đường DT784 vòng lên 781 thì bắt đầu mình sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, về chùa Tòa Thánh luôn, đường xá nó dễ đi hơn. Đó, bây giờ nè, cái hướng này là mình sẽ đi về chùa nha, về trung tâm thành phố Tây Ninh nha quý cô chú anh chị. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.